Rồi các bạn, trước khi có một đợt hàng lớn, cửa hàng Abo sẽ có một khung hàng nhỏ. Ở đây gồm có những chiếc xe điều khiển từ xa rất là đẹp, sóng 2G4 nha các bạn. Đây là mẫu sóng 2G4, nhưng mà anh Phi chưa test xem mà nó 2G4 thật hay 2G4 trên hộp. Tại nhiều khi các cái hãng sản xuất nó làm chung hộp và nó đóng với nhau. Ở đây sẽ có 10 chiếc xe mẫu này, có bánh cam và bánh xanh lá nữa, nó nằm ở dưới này nè. Đó. Và một vài mẫu bác sĩ với lại một vài mẫu máy bán nước tự động. Cái này là công chúa tuyết, còn cái này là gì đó, là trang điểm, hoa ly trang điểm và một số đồ khác. Thôi anh Phi sẽ ép keo tem để mà dán tem cho mấy mẫu này nhé. Rồi anh Phi đã ép keo xong rồi đây, bây giờ là những cái nhát cắt cuối cùng để anh Phi cắt cái tem giá này ra. Và sau đó anh Phi sẽ dán tem giá lên từng món hàng. Ở Abo vẫn vậy nha các bạn nhé. Trên hàng hóa của Abo sẽ có tem giá, các bạn không cần phải hỏi giá đâu. Tới với Abo là các bạn chỉ cần nhìn lên hộp hàng là sẽ có giá. Và hoặc là các bạn nhìn trên hình ảnh Abo gửi cho các bạn là sẽ có giá trên đó. Abo không cần các bạn phải inbox anh Phi mới trả lời vấn đề về giá, mà trên hình nó sẽ có sẵn những vấn đề về giá. Và trước hết đó chính là hộp Coca, nó gọi là hộp Coca, là bán mấy cái lon nước, bán nước tự động của các bạn. Ở Abo cũng rất là nhiều mã, đây là những cái mã nhập thêm thôi ha. Mã này mới nhập về và các bạn có vẻ là các bạn rất là thích, cho nên anh Phi lấy lại vài món để bổ sung ha. Rồi bây giờ mã của nó sẽ là 11 13M, à không, C chứ xin lỗi, C668-16, C668-16 đây ha. Rồi một hộp, đó là một hộp nữa, nhưng mà cái chúng ta tính sau đi nha. Rồi bây giờ chiếc xe được kiểm định xa, anh Phi sẽ giảng đây. Xe này mới về và các bạn rất là thích cái mẫu này. Tại Abo thì có rất là nhiều xe điều khiển từ xa nha các bạn, on road, off road đều có, tay bắn hay là tay điều khiển truyền thống đều có, hoặc là bánh đèn hay không bánh đèn, hay là sóng 2G4 hay sóng thường đều có hết các bạn nhé. Các bạn chỉ cần Zalo cho anh Phi hoặc là điện thoại cho anh Phi để anh Phi gửi mẫu. Nhưng mà các bạn tốt nhất vẫn là cài đặt Zalo đi, anh Phi dễ gửi hình, trên hình thì nó có mã hàng và giá luôn, các bạn dễ xem. Và các bạn muốn biết coi hàng của mình gửi bao nhiêu tiền thì các bạn cung cấp về địa chỉ. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì hình như các bạn nhỏ đã hoạt động trở lại rồi, cho nên anh Phi khuyến cáo là tất cả mọi vấn đề về hàng hóa anh Phi đều thông qua phụ huynh hết. Cho nên cái gì thì các bạn cố gắng xin phép ba mẹ rồi hãy quyết định mua hàng, bởi vì anh Phi sẽ phải kết đơn hàng với phụ huynh. Có nhiều bạn hỏi anh Phi rằng chi vậy, em lớn rồi, em lớp 9 rồi, tiền em thiếu gì mà anh cần phải gặp ba mẹ em. Nói ừ thì cái đó là quy định của Abo là vậy, phải gặp phụ huynh cho bằng được. Còn nếu không gặp được phụ huynh thì anh Phi sẽ buộc các bạn phải đặt cọc tiền hàng ha. Chẳng hạn như anh Phi không có buộc các bạn đặt cọc tiền hàng hóa đâu, mà tiền vận chuyển. Chẳng hạn như tiền vận chuyển từ đây đi Bến Tre chẳng hạn, anh giả sử vậy là 28.000 chẳng hạn, anh giả sử thôi nha. Thì anh Phi sẽ yêu cầu các bạn đặt cọc khoảng từ 50 tới 60 ngàn. Tại vì nếu mà về dưới các bạn không nhận hàng á, thì hàng sẽ trả lại cho Abo. Và phí hai chiều nó sẽ là như vậy ha. Đó. Các bạn tự hỏi rằng là tại sao buộc phải đặt cọc. Tại vì đơn giản á, một là địa chỉ các bạn có thể cho sai để không thể giao hàng được. Hai là các bạn đi học, là học sinh mà. Các bạn đi học và các bạn cũng không thể nhận hàng được. Tại vì ở trong gọi là trong gì ta? Trong trường học không có cho nghe điện thoại. Cho nên đó là các bạn lại không có nhận giao hàng được, cho nên đó là hàng sẽ bị trả về. Và anh Phi đã bị trả hàng rất là nhiều vì những điều đó. Cho nên đó, đối với học sinh mà nếu anh Phi quyết định gửi hàng cho các bạn, thì các bạn cố gắng đặt cọc tiền gửi hàng giúp anh Phi. Rồi vậy thôi. Mà đặt cọc tiền gửi hàng bằng cách nào, anh Phi sẽ báo với các bạn luôn. Các bạn không phải đặt bằng tiền đâu, mà các bạn sẽ dùng card điện thoại nhé. Các bạn sẽ đặt cọc bằng card điện thoại, mà anh Phi với chị Thư sử dụng Mobifone, cho nên các bạn sẽ đặt cọc bằng card điện thoại Mobifone. Sau khi nhận mã xong, anh Phi nạp thành công rồi, anh Phi sẽ gửi hàng cho các bạn.
các bạn có thể hỏi anh Phi lừa các bạn hay không thì thử đi rồi biết. Có một số bạn đã mua hàng bằng cách này rồi thì nếu được các bạn comment giúp anh Phi coi anh Phi có lừa các bạn bao giờ chưa nhé. Rồi ủa anh Phi còn mấy mã hàng nữa, chờ anh Phi chuyển lên rồi anh Phi sẽ dán thêm luôn nhé. Rồi tiếp tục dán hàng sẽ là một cái hộp vali, túi sách vali ha. Cái này kêu bằng cái rổ thì đúng hơn là cái vali. Mã 13M03, vali trang điểm, kêu bằng vali trang điểm nhưng thực sự với anh Phi thì đây chắc có thể là túi sách nhiều hơn, cái vỏ sách chứ không phải túi sách nè. Cái vỏ các bạn sách rất là đẹp, khi bung ra nó sẽ là như vậy nha các bạn, khi bung ra nó sẽ là như vậy nè ha, hơi tối chút xíu ha, bung ra nó sẽ là như vậy, rất là đẹp ha. Rồi anh Phi sẽ dán cái tem giá vào đây, giá của nó sẽ là 195k ha. K là ngàn á các bạn, hay ngôn từ ngữ này nó xuất hiện sau này, K là ngàn á ha. Rồi, nhiều khi anh Phi cũng quên anh Phi viết ra 195k, mà khách hàng hỏi anh Phi K là gì đấy ha, K là cái số tiền tính đơn vị là ngàn đồng á ha. Rồi đây xong cái mã hàng này, anh Phi sẽ chuyển qua mã hàng kế tiếp nha. Rồi mã hàng kế tiếp nó sẽ có cái mã là 553382, nó sẽ có hình một cái hình công chúa tuyết như vậy nè các bạn. Công chúa tuyết thì nó là cái gì, đây nó có lần rất là nhiều, 1 2 3 4 5 bộ, nhưng mà bộ đó là bộ này nè các bạn, bộ đó là bộ bác sĩ này nè ha. Trong cái series này nó sẽ có 4 bộ, nhưng mà cái bộ cái chúng ta đang cầm trên tay là nó chính là bộ bác sĩ này ha, còn 3 bộ này thì anh Phi chưa thấy ha. Rồi anh Phi sẽ dán tem cho cái hộp này luôn đây. Đây dán ngay đây đi ha. Rồi còn một hộp nữa, cái này cũng là hàng bổ sung, hàng bổ sung cho cửa hàng, hàng này hôm nay gửi nhiều cho khách cho nên anh Phi bị hết, anh Phi bổ sung vài hộp để phục vụ cho khách hàng. Rồi còn đây là những cái nhà ống khói, giống như cái nhà ống khói các bạn, ở trong này nó có cái gì, nó là surprise toy, là bên trong nó có cái gì mình sẽ không biết ha. Đây, nó có cái ba dớ chỗ này, anh phi tỉa nó nha. Rồi nó bỏ vô nó chưa có được khớp lắm, đây này là cái này người ta bóp ra người ta coi các bạn ha. Rồi về nguyên tắc surprise toy là đừng có bóp ra ha. Đấy, trong này nó sẽ có những cái chú búp bê này nè, nhưng mà anh Phi không biết là con nào, nó là surprise thôi mà, cho nên chúng ta sẽ không biết đó là con nào cả ha. Chúng ta sẽ cứ mua về thôi, rồi nhớ đừng có bóp nó rách cái này ha. Mã hàng của nó sẽ là SK A70 ha, giá của nó chỉ có 55.000 cho một cái nhà như vậy thôi. Đấy, anh Phi sẽ dán giá lên đây luôn nha. Đấy, ở trong này nó có cái gì anh Phi không biết đâu nha mấy bạn. Đó, nó chỉ là những cái con búp bê này nè, mà nhiều khi á các bạn mua về các bạn chơi á, các bạn cũng không có mở ở cửa hàng, cho nên đôi lúc anh Phi cũng không biết là cái gì luôn, các bạn thông cảm, chỉ biết là nó là đồ chơi surprise thôi. Surprise là bất ngờ, các bạn khui ra chúng ta bất ngờ với cái đồ chơi ở bên trong, nó gọi là surprise thôi. Cái truyền thống của nó ngày xưa nó chính là cái trứng mà có sô cô la các bạn, cái trứng mà nó có sô cô la với một bên sô cô la, một bên bánh kẹo và một bên là đồ chơi á, cái trứng nó tách đôi ha. Cho nên nó là nó sau này nó phát triển thành các cái dạng này, nó đi theo ha, gọi là nó đi theo cái ý tưởng, nhưng mà không biết ai đi theo ai thì anh Phi không biết, nhưng mà cái ý tưởng nó gần giống nhau, nó đi theo nhau ha. Rồi anh Phi sẽ dán những cái cuối cùng và kết thúc cái đợt hàng nhỏ này và chuẩn bị để chuyển qua cái đợt hàng lớn hơn. Đợt hàng lớn hơn nó nằm ở phía sau. Hiện nay nó có 10 thùng cho cái đợt hàng nhà cung cấp kia. Và nhà cung cấp này thì chỉ có một cái thùng nhỏ thôi. Rồi, chỉ là hàng bổ sung ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những clip vui hàng kế tiếp.